Tiếp tục thời lượng chương trình Hà Nội 18 giờ với khung thời lượng dành cho vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 136 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, không chỉ bổ sung thêm các loại hình khu dân cư phải tổ chức và thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy, mà còn nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư. Vấn đề này được quy định cụ thể ra sao? Sau đây sẽ là giải đáp nhanh của Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh, Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa. Đối với Nghị định 79 thì trước đây thì quy định công tác phòng cháy cháy của cấp xã là do lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thực hiện. Đấy, sau khi Nghị định 136 có hiệu lực thì toàn bộ công tác phòng cháy cháy đối với các khu dân cư ở cấp xã thì do các ủy ban cấp xã thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Ủy ban nhân cấp xã thì có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và loại trừ các nguyên nhân điều kiện phát sinh cháy nổ, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy cháy. Điểm mới này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho công tác quản lý trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư? Nghị định đã quy định đầy đủ chi tiết các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với khu dân cư, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc quy định trách nhiệm của ủy ban cấp xã đối với các việc đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy cháy đối với khu dân cư nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và thực hiện phân cấp tối đa lĩnh vực quản lý cho cấp cơ sở để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy chữa cháy phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, hiện nay hầu hết các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống, đều nằm trong khu dân cư. Từ khi Nghị định 136 có hiệu lực thì vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong đảm bảo an toàn ngày càng được nâng cao. Các địa phương có làng nghề đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm tổ chức, duy trì và thực hiện công tác phòng cháy, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, ghi nhận tại huyện Ứng Hòa. Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa có 6 trên 6 làng nghề. Theo phân cấp và bàn giao, hiện chính quyền địa phương đang quản lý 196 cơ sở, trong đó có 180 cơ sở sản xuất kinh doanh gắn liền nơi ở. Do ý thức được vai trò của việc phòng cháy, các hộ sản xuất có trang thiết bị chữa cháy. Song không phải ai cũng có những kiến thức phòng cháy cơ bản. Nói chung về các vấn đề phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng không có nhiều. Nhưng mà chúng tôi làm sao cũng có cố gắng làm sao để đảm bảo được các thiết bị và nhắc nhở các công nhân sao mình là sắp xếp gọn gàng, an toàn. Để đảm bảo công tác phòng ngừa, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã trang bị 2 máy bơm, xây dựng 6 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, gồm 60 người, với lực lượng nòng cốt là các cán bộ dân phòng. Tất cả đều được tập huấn, thành thục kỹ năng xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, ý thức phòng cháy chữa cháy đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên địa bàn. Nghị định 136 thì đối với Ủy ban Nhân xã nhằm thực hiện tốt cái nội dung này thì về cái chức năng quản lý và cũng như là phối hợp thì cũng đã tổ chức là các cái buổi tập huấn để cho các cái chủ hộ sản xuất kinh doanh và triển khai tập huấn cho lực lượng dân phòng cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Thực tế hiện nay hầu hết các làng nghề đều tồn tại lâu năm, các cơ sở sản xuất đều tận dụng nơi ở sinh hoạt để cơi nới mở rộng diện tích sản xuất, thậm chí cá biệt như tại thôn Thần, xã Minh Đức có tới 70% hộ dân tham gia sản xuất giày dép da. Mật độ dày đặc này càng làm tăng nguy cơ phát sinh cháy nổ. Do vậy, để đảm bảo tuyệt đối các quy định phòng cháy chữa cháy là không thể. Từ các buổi tăng cường kiểm tra, trực tiếp nhắc nhở của lực lượng chức năng như thế này, người dân, hộ sản xuất sẽ chủ động hơn trong việc phòng ngừa hỏa hoạn. Hôm nay thì đoàn xuống thì phổ biến thì cũng để rút kinh nghiệm và phòng cháy chữa cháy của gia đình nó đảm bảo tốt hơn. Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo đối với đài truyền thanh của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân luôn nêu cao cái công tác nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy từ trong những năm vừa qua là không để xảy ra cái vụ cháy nổ nào trên địa bàn của làng nghề. Hiện nay ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư nói chung, làng nghề nói riêng đang được thể hiện ngày một rõ rệt hơn bằng nhiều hình thức tổ chức, triển khai và duy trì trong phòng và ngừa hỏa hoạn. Tuy nhiên để không có sự cố đáng tiếc xảy ra,
mỗi người dân, hộ sản xuất cũng cần tuyệt đối tuân thủ các quy định hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời dành sự quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.